Chiều ngày hôm qua 11 tháng 11 tại Sở Chỉ huy Tiền phương xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước đã đến kiểm tra, thăm tặng quà, động viên các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3. Đồng chí Trương Mỹ Hoa gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình liệt sĩ, gia đình các nạn nhân bị mất tích, hy sinh trong bão lũ vừa qua, biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất trách nhiệm cao của các lực lượng quân đội, công an, biên phòng đã nỗ lực trong công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Nhân dịp này, đồng chí Trương Mỹ Hoa đã trao tặng trên 170 suất quà cho cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng và các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3.